Đó, giới thiệu anh em đây là một con Kawasaki 7 ngựa, xế tạc Đà Nẵng. Đó, hàng riêng nha, chưa bung rồi, bình xăng còn chưa tháo này ha, không còn xúc rửa gì hết. Đó, hàng chuẩn Nhật đi về nha, công tác. Đây là y gió nha, đây là ga, ga thì nữa. Cái khó xăng này thì mình làm xong nhớ khó xăng lại nha anh em. Thì khi mình khó là như thế này, đó, còn xuống đây là mở. Qua bên đây là xả xăng thừa nha, đó, xả nước ha, đó, ha, xả nước. Con này là con đóng cái sới nha, cái sới. Đó là con tổng. Xoay 360 nha, đây là năng con năng hạ này. Con xoay 360 này anh em ha. Đó, xoay 360 đầy đủ này. Đó. Hai con lái nha. Con này đầy đủ chức năng, nó có hai tầng nhanh và chậm này. Số nó là có hai số tạc và một số sới. Hay còn gọi nó cách khác là hai số tiến và một số lui á. Đó, giao sới con này rất hoàn hảo anh em nha. Không sơn không giảm gì hết.